Là Trương Văn Anh, hiện tại năm nay là 26 tuổi, sống và làm việc ở quê. Quê đâu? Quê ở Long An. Làm gì? Là nghề buôn bán. Buôn bán gì? Buôn bán gà vịt. À, bán gà không vịt rồi hả? Dạ. 11, chú anh Quyền Linh nhớ về quê em ủng hộ nhé. Quyền nào? Quyền Đức Huệ, tỉnh Long An. Đức Huệ ha, đi tỉnh lộ 50, tỉnh lộ 10 đúng không? Dạ đúng rồi. À. Ủa, trước khi em làm buôn bán á, thì là em có làm cái nghề gì không? Dạ, lúc trước thì em đi học bên ngành cơ khí bên cao đẳng. Rồi có làm không? Có đi ra trường có làm không? Dạ, ra trường em làm được một tháng rồi về. Lý do là về ba mẹ hơi bệnh xíu nên là không có ai nhà về thôi em về. Nó làm đúng nghề, học cơ khí ra bán gà bán vịt. Ủa, tức là nhà ba mẹ nuôi gà vịt rồi sẵn về làm kinh doanh luôn hay sao? Không, em về em phụ chị nè, là phụ buôn bán. Bán vịt gà vịt là quay hay là gà vịt bán ký hay sao? Bán ký. Tức là mình thu gà mua về mình bán đúng không? Dạ, em như là em đi lấy hàng xong về em bán cho phân phối cho tất cả. À, phân phối tất cả luôn đúng không? Dạ. Còn em giới thiệu nè. Dạ. À, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Bảo Trân, em 23 tuổi, hiện là nhân viên bán hàng, em đến từ Mỹ Tho, Tiền Giang. Bán gì? Dạ, em bán thời trang nam á anh Quyền Linh. Thời trang nam ha? Dạ. Thời trang nam. Rồi hai người cùng đều là buôn bán hết. Nói chung hai người buôn bán chắc cũng lành lắm mà ha. Lành lắm mà. Mình bên đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi. Đúng rồi, ưu điểm khuyết điểm. Dạ. Ưu điểm của em là vui vẻ hay cười. Em tôn trọng về lễ phép với người lớn nữa. Em cũng khéo tay. Còn khuyết điểm thì em hơi bị vụng về á. Em cầm cái gì em cũng hơi bị rớt á. Vậy hả? Dạ. Em hay suy nghĩ sâu xa chị. Giống như là chuyện đó nó chưa đến mà em đã tính trước rồi. Rồi cái mình đặt hy vọng quá cái chuyện đó rồi xong rồi mình bị thất vọng. Bị thất vọng dạ. Đúng không? Thôi em trai, dạ. Em có ưu điểm khuyết điểm gì? Em kể khuyết điểm em trước đi. Khuyết điểm thì em thì nó hơi quên thiếu. Tại hơi quên. Dạ, với nhà cửa thì như cũng hơi bề bộn bề. Gì? Nhà cửa hơi bề bộn. Không, bề bộn thiếu. Bồn bề hả? Bề bộn. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì có một mối tình mà mối tình đó là chỉ mối tình đơn phương thôi, yêu xa. Ủa, đơn phương tức là mình nhìn người ta xa, mình nhớ người ta hay sao? Không, nhìn vô tự nhiên con tim mình nó sẽ mở cửa ra đập vịt vậy. Nó mở ra nó đập luôn hả? Dạ, nó mở đập nứt nực luôn. Trời, dữ gì thôi. Dạ. Rồi sao không nói cho người ta biết? Sau một thời gian như một năm, tới năm thứ hai thì kiểu mà chịu hết nổi rồi. À. Là tim sẽ vỡ thì nói ra thì cuối cùng thì em vẫn làm ngơ vậy thôi. Làm cái cửa tim nó đóng lại luôn. Không, vẫn theo. Cuối cùng là thời gian đi học bên em đi học với Sài Gòn nè. Và bạn đó cũng đi học bên Sài Gòn mà bên quân y á. Em cũng qua cũng ngày lễ ngày lộc này kia em cũng đi tặng quà tặng bông vậy đó. Có tặng quà? Dạ. Cô có lấy không? Lấy chứ. Nhưng mà trong quân đội vậy có người. Dạ cứ. Dạ. Cô lấy rồi sao? Cô lấy thì cô nhận thì vẫn nói chuyện bình thường qua lại chứ không xem là gọi là tình yêu. Có nắm tay cổ lần nào không? Không. Chưa nắm tay, có một mối tình đơn phương đó thôi mà chưa nắm tay luôn. Dạ. Như vậy là đồng nghĩa với việc là chưa hôn ai bao giờ. Dạ. Đồng nghĩa với việc là em còn trinh nguyên. Chắc vậy rồi. Trinh nguyên luôn. Đó, còn em thì sao, tình trường của mình như thế nào? Dạ, em có quen một bạn thì mối tình được 2 năm á chị. Bạn đó thì cũng rất tốt với em nhưng mà nhiều khi giấu giếm em rồi không có nói thật cho em biết. Em thấy vậy hoài rồi cái cũng như lòng tin của mình bị mất đi á. Rồi cái thôi em dừng tình cảm lại. Em là người chủ động. Dạ. Em tưởng tượng bạn gái bên đây thì sao? Nghe giọng miền Tây là em thích rồi. Nhưng mà em tưởng tượng cổ sao, em tả thử chị coi có đúng không? Chắc cỡ đẹp thì cô Hồng Vân. Dạ, thì cao có... cỡ vậy ạ. Cao cỡ chị hả? Dạ. Cao cỡ vậy là em mệt á. Dạ, em cao 1.5m à. Cao 1.5m. Chị 1.67m thôi à. Nó nhiều vậy quá hả? Chắc theo em nghĩ là da chắc bạn gái bên kia là chắc cũng không có trắng luôn. Không có trắng hùng. Rồi á, rồi dạ. Sao tóc thì sao? Tóc thì chắc cũng có nhộm màu. Tóc thì trắng hùng. Tóc cũng có nhộm màu. Dạ. Tại rồi. Vì buôn bán mà thời trang. À, buôn bán thời trang thì mình chắc nhộm màu. À, dạ. Em suy luận đúng không? Rồi. Dạ. Có duyên không? Thì chắc có duyên mới buôn bán được. Đó, dạ. Hay, công nhận bạn là siêu lần hay quá. Có nghĩa là em chỉ trật có một cái thôi, da trắng bóc à. Hả?
còn em da sao? Trắng tóc trắng luôn á, nhiều khi người ta dạ chắc em nghĩ anh bên đó chắc da ngâm. Dạ trời, chắc trắng tươi ha. Dạ da ngâm sao nữa, người chắc cũng vừa, không không to lắm mà cũng không gầy lắm. Đẹp trai không, chắc dễ nhìn. Bây giờ á em muốn một người đàn ông như thế nào? Dạ theo mẫu hình lý tưởng của em á. Theo mẫu hình của em giống như anh Linh vậy đó, người đàn ông của gia đình đó. Đó, tôi đề nghị mai mốt tôi bỏ cái ông này đi. Mai mối kiểu gì mà người ta toàn thích vậy, cái người bên kia ta chạnh lòng. Thích là giống như cái tính tình vậy đó. Tính tình yêu thương gia đình nha. Dạ. Nhớ nhà này được mà, này rất yêu thương gia đình, có hiếu nè ha. Anh thấy được đó. Không, bây giờ vậy mình chắc mình phải hỏi gia đình đi. Đúng rồi. Bạn đi với ai? Dạ em đi với mẹ với chị, hai người chị với một anh. Rồi chào dạ. Cô. Chào cô. Dạ con chào cô. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em là chị của Châu Thành. Hôm nay em đến chương trình này là cũng mong là chị em mình tìm được một người bạn. Nãy giờ em để ý người em gái này rất là dễ thương, rất quá là cưng luôn. Quá đẹp, quá dễ thương luôn. Thích chị có thấy thích sợ. Bấm nút đi cưng ơi. Còn em đi với ai ạ? Dạ em đi với mẹ của em. Ồ, hôm nay có gia đình hai bên luôn nè. Chị chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và khán giả trong trường quay. Chị là mẹ của cháu Trân. Theo nhận xét của chị thì chị thấy cháu trai bên đây cũng hiền, dễ thương, biết lo buôn bán. Lên đây thì lên chương trình này là cũng là một cái duyên. Nên mẹ cũng mong con, mong hai cha, hai con là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến xa hơn nữa. Ôi ơi, cảm ơn chị. Vậy gia đình hai bên ủng hộ rồi đó. Rồi, thôi bây giờ mở thì màn mở ra, đi hát bài gì không? Cầu vồng lương không? Cầu vồng khuyết đi. Mở rào. Đưa là hát liền nha. Ba, hai, một, bắt đầu. Ai đã yêu một lần vì tình yêu ai... Thôi anh hát vậy là cũng nghe cái giọng anh được rồi. Xin anh gửi tặng cho em một bộ ông. Cho anh cái luôn. Cho anh cái luôn. Trời ơi trời ơi. Trời ơi ông vượt rào vậy đó hả ông? Dạ. Em cũng có món quà tặng anh đó. Rồi. Ôm cái nữa. Có quà là ôm liền. Ôm cái nữa, đúng rồi. Thôi cho anh ôm cái nữa. Trời ơi áo mặc thử coi. Ướm ướm thử coi sao. Ướm ướm thử. Mặc có vừa không? Ôi đẹp ghê luôn á. Cảm mặc em. Vô đi khác liền luôn, mặc vô đi. Rồi rồi cắt vô để mất. Cắt vô để mất. Ai đây lấy của ổng không rồi mất. Trò chuyện đi. Ôi lộn. Hả? Nãy em giới thiệu anh cũng nghe không có rõ tên em. Em có thể với lại hiệu tên em lại cho anh được. Dạ em tên là Bảo Trân á anh. Bảo Trân. Bảo Trân hả? Thích Bảo Trân. Thích Bảo Trân. Em đẹp không biết nói gì luôn. Em đẹp quá là rối liền đấy. Dạ. Rồi rồi đẹp. Anh vậy để em hỏi cho. Ừ à, em hỏi thôi. À, anh ở anh nói là anh ở Long An hả? Đức Hòa. Ừ. Anh ở Long An, Đức Huệ. Đức Hòa, Đức Huệ. Dạ. Thì em bán gì đồ vậy là lâu chưa? Em làm ở đây cũng được mấy tháng anh. Tại vì công việc mới. Dạ. Dạ. Lúc trước em dạ lúc trước thì em làm bên công ty dài. Nếu mà mình tiến đến hôn nhân thì khoảng bao lâu thì em và anh sẽ đến với nhau kết hôn? Dạ nếu mà tìm hiểu mà thấy cảm thấy hợp nhau thì em cũng muốn trong thời gian ngắn anh. Vậy thì trong thời gian nếu mà mình hẹn hò với nhau thì khoảng hay như một tuần hay là một tháng anh lên, em muốn chọn cái nào? Tại vì em nghĩ là anh Long An xuống Mỹ Tho chắc mất bao lâu thời gian á? Chắc cỡ 4 tiếng. Đi đâu dữ vậy? Tại vì đâu biết đường đâu. Trời đất ơi. Em thì muốn tìm người bạn trai cũng ở gần chỗ em á, để nhiều khi những lúc mà rảnh rỗi hay là em muốn gặp thì cũng nó cũng dễ hơn. Thì em cho như anh cũng làm thì em cũng làm, cái thời gian rảnh thì chắc cỡ nửa tháng mình gặp nhau lần đi. Vậy được rồi. Được chưa? Dạ bấm được rồi anh. Dạ bấm được rồi anh. Mặc áo thử coi đẹp không rồi bấm. Còn cái áo đâu không bấm. Đây. Không còn. Áo đâu?
thôi có em rồi khỏi cần áo. Em cũng thông minh lắm. Bây giờ nè, anh hỏi thật nha. Dạ. Nãy giờ mình nói chuyện vui, bây giờ mình nhìn kỹ lại cô gái này có phải cảm giác có phải một nửa yêu thương của mình hay không? Mình có cảm giác rung động gì hay không? Mình nói cho cô ấy biết đi. Dạ, em nhìn anh có rung động chưa? Đang hỏi em đó. Hỏi à? Luôn rung động nè. Rung động từ phút giây ban đầu một nụ cười của em đó. Cửa lòng. Cái cửa trái tim nó có mở ra chưa? Nãy giờ chưa vô là mở trước rồi. Em, bạn nữ, bạn nói về cái cảm nhận của bạn đi. Dạ. Thì em thấy anh á thì cũng hiền, dễ thương nữa, với lại thật thà nữa. Nhưng mà em thì cũng là không có rung động nhiều. Nhưng mà em cũng muốn á là mình cũng tạo cho nhau cái mối quan hệ á anh. Ví dụ như mình làm bạn bè rồi, nếu mà được thì mình tiến tới nữa. Dạ, rồi cảm ơn em. Hết thời gian mà để tay nút bấm đi. Theo thông lệ của bạn Nguyễn Hò, bấm nút là chúng ta cho cơ hội để yêu nhau, để hẹn hò với nhau. Và bấm nút xong chắc chắn sẽ có nụ hôn đầu tiên. Vậy thì hãy kiểm tra kỹ lại xem nụ hôn ấy có được đặt trong ngày hôm nay hay không. 30 giây suy nghĩ và quyết định. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Cảm ơn anh đã đến với chương trình nha. Không có gì. Dạ. Bạn gái cũng là một cô gái rất là thông minh, rất là năng động đấy. Cũng có thể là bạn với nhau. Có lẽ thế này nè, có thể vui, có thể thoải mái, nhưng có những lúc quan trọng á là chúng ta phải thực sự là nghiêm túc. Anh nghĩ rằng bạn gái cũng rất là tin khi nhìn nhận điều đó, đúng không em? Chắc có lẽ hai đứa có duyên mà không có phận thôi. Chúc hai đứa sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình.